hơn Yến Khoa, vì mặc dù là lịch trình của mình rất là dày đặc nhưng mà Trần cô Văn cố Nét, gắng kính để dành chào thời quý gian vị đồng hành và các cùng với bạn. chương trình Gửi Chúc Tình Hồng của Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Dương trong ngày hôm Wow. nay. Dạ, chắc là có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc trò chuyện này luôn. Và theo phong cách của Hoàng Tuấn thì chúng ta luôn luôn đi từ quá khứ đến hiện tại và sau đó đến tương lai. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi ở quá khứ đi ạ. Dạ, là những ngày đầu của Yến Khoa, Yến Khoa bắt đầu chặng hành trình của mình như thế nào ạ? Đèn em Dạ bằng thì Citaro này. trước kia thì em bắt đầu đi hát là khoảng, em nhớ khoảng thời gian là tầm tháng 5 2020 ạ. Là em lần đầu tiên em bước lên sân khấu em hát luôn. Cũng như là mình có duyên với nghề hay sao em cũng không biết nữa, nhưng mà đến khi mà quay hình á, lần đầu tiên đứng lên sân khấu để mà quay hình. Nó rất là buồn, rất là chán, bởi vì này trong đấy người ta đi làm đi lụng, người ta kiếm tiền nó dễ dàng, nó bỏ FM ra Zero rồi này. đi công ty hôm này hôm nọ, cảm thấy là nó thèm lắm, nhưng mà vì cái điều kiện hoàn cảnh không sao được đi chữa thì. Ôi trời, tiếng ấy, cái âm trầm của nó thì thôi rồi. Điều này á tôi đã biết rồi, đã đi dự họp mấy lần rồi mà. Thật ra thì thông qua chương trình Đừng Khuya rất là nhiều thính giả nghe, nhưng mà đâu đó thì Tấn Phú nghĩ rằng cũng có nhiều người bạn có cái những người bạn gọi là khiếm thị giống như chị Thúy đây cũng đang đồng hành cùng với chương trình, và Đúng đâu đó rồi, thì mình nghe cũng đài. sẽ có cái sự đồng cảm Đúng rồi, với cả chị. mình nghe đài đấy cũng nhiều bạn bị lắm, nhưng mà mình thì nói thật là mới bị khoảng cái này thì vẫn đi làm được này, vẫn đi xe máy được này, vẫn đi làm được, vẫn làm mọi các thứ là vẫn nhìn thấy quay như bình thường luôn. Nhưng mà độ 15, chính xác là độ 15 đổ lại đây là làm mù tịt hẳn luôn, không nhìn thấy gì nữa. Thế xong bắt đầu là làm ăn vào là khó khăn ấy, kiểu làm ăn khó khăn, đi lại khó khăn ấy, thì chỉ làm được ở công việc ở vườn đồng ruộng của nhà, mới ở vườn ở nhà kiểu mình quen nơi quen chỗ rồi thôi. Nếu mà em không làm ca sĩ thì em cũng sẽ cố gắng làm ca sĩ luôn. Triển vọng ở Trung Quốc cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn. Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị. Mình bị cái khớp nó như cái chân đau gối bên téo lên đi. Nên mình mới sợ bác sĩ ấy. Vâng, thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? 43, 44 đấy. Mình đã có gia đình chưa ạ? Có rồi, có rồi. Vâng, thế thì vì sao mình lại vẫn phải thủ dâm ạ? Từ cái gọi là bỏ đấy, bỏ vợ đấy. À, có nghĩa là bây giờ đang sống độc thân đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thế cái tần suất tự sướng mỗi tuần thì mấy lần ạ? Ngày vài ba lần rồi, tự mấy giờ thế thôi. Tôi xin được tư vấn cho anh như thế này ạ. Ở cái lứa tuổi của anh ấy thì bắt đầu có biểu hiện rõ của suy giảm nội tiết tố, đặc biệt là hormone sinh dục nam. Trên 30 tuổi thì cái lượng testosterone nó sẽ giảm dần hàng năm, và đến một độ tuổi nào đó thì trong các tháng đầu năm 2024 ở các dự án ngưỡng giá trên dưới 50 triệu đồng một mét vuông. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề xuất Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ là tài sản vô giá mà cha ông ta đã tạo dựng với bao gian khó để sướng thật ý, âm thanh của con này nghe sướng cái lỗ tai thật ý. Điểm tựa của bạn nước về giáo dục các cơ sở. Vị thính giả nữa. Dạ, chào bác sĩ. Chào bạn, bạn có điều gì muốn hỏi ạ? Em bị khiếm thị mà em kia. Huyệt nhằm chấn chỉnh, xử lý trước khi sáp nhập với thành phố Bắc Giang. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2016, sau khi thực hiện dồn điền đổi thừa, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ở thôn Xuân Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã nhận đổi diện tích ruộng trũng từ một số hộ dân để làm thành ôi mô hình dồi. Vườn ao chuồng với diện tích hơn 5.000 m². Giờ đây, khu trang trại đã được ông Hồng đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển chăn nuôi,
kết hợp như là nuôi bò sinh sản và thương phẩm, nuôi gà thương phẩm, đàn vịt gần 500 con mỗi lứa và ao thả cá. Tuy nhiên, việc đầu tư trang trại này trên đất trồng lúa một vụ vi phạm luật đất đai năm 2013 cũng như chỉ thị 19 của tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường kiểm tra thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Ông Hồng cho biết, việc đầu tư số tiền quá lớn vào mô hình khiến gia đình ông rất lo lắng khi biết sai phạm khó khắc phục được hậu quả. Diện tích đất thì là đất nó lại sai này, làm thì không làm được cái gì, chứ bắt buộc là mình phải chuyển đổi để mình làm. Chứ... Radio thì trong veo mà âm sắc con này nghe sướng cái lỗ tai thật, đặc biệt là cái âm trầm của nó nghe lại in thì sướng lắm, thế còn nghe băng cassette thì cũng không kém phần long trọng, nghe nửa bài hát này mắt nó cứ díu vào. Ôi, mắt nó díu vào rồi thì bây giờ cũng đi ngủ. Trân trọng cảm ơn các đồng chí, thân ái chào tạm biệt.